sao kỳ vậy? Sao không có bạn gái, không có bạn trai không vậy? Đây, người ta cũng quá mặn rồi. À. Hồi nãy nó đẹp, bây giờ nắng nó khô hết trơn. Nó héo luôn à, nắng đầu nó héo rồi. Vậy là hồi sớm là nó 18 đúng không? Giờ thành 20, đôi mươi rồi. U50. U50. U50 giống tôi vậy đó. Từng nào cũng đi hết hết hả? Ở chứ mới đi hết hậu. Anh ơi, địa phương ở đây đi. Cái này văn lưới hả cô? Dài chú ơi. Dài hả? Dạ. Dánh dánh nhiêu ạ? Đó nó đi bán chị nhà mà ba chị nhà lý à. Nói trời mời luôn kìa, cảm ơn nha, ngon không? Ngon không? Cái quạt này của con bòm đúng không? Quạt mo của con bòm nè, bòm của cái quạt lo nè. Chúng ta lại gặp nhau. Rồi em giới thiệu luôn đi. Mình từ đâu đến, mình từ đâu đến nè? Em từ Cà Mau. Wow, Cà Mau. Mấy cái trò này là người ta cắt cho mình sẵn hả cô? Mình chỉ vô bán thôi ha. Người ta có thu phí cho mình không? Lên phim luôn nè, hello. Cô đây là biết chỗ thạc chứ. Trang điểm hả? Quay lên nặng có trong mới nữa. Là lâu không? Món cái này mình gọi là con diệm nè. Diệm cờ á. Diệm cờ. Mình bán tính con ăn sao anh trai? Mát mẻ cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bước chân miền Tây đang hòa mình vào một cái chợ quê của thành phố Cao Lãnh. Nghe nói là mấy nay là rất là hot luôn á cô chú anh chị. Bây giờ bước chân miền Tây sẽ đưa cô chú tham quan một vòng trước khi chúng ta sang cái nơi cực kỳ hot hiện nay của thành phố Cao Lãnh nha. Phía trước của màn hình đó chính là cây cầu Cao Lãnh. Chúng ta thấy cái dòng xe khách du lịch, xe khách lớn thì đậu ngoài đó, còn đây là cái xe 7 chỗ, 5 chỗ, 4 chỗ đậu dài dài theo đây. Thì sau khi qua cái cầu Cao Lãnh thì chúng ta sẽ rẽ phải và vòng qua đường Tăng Dực Hòa hướng về tượng đài kỷ niệm tập kết năm 1954. Tại vì nơi đây theo hướng dẫn của mấy bạn trẻ thì chúng ta sẽ đến đây để đi đò sang cái khu chợ Bánh Quê, một cái điểm hot của thành phố Cao Lãnh trong những ngày qua. Thì cũng có rất là nhiều khán giả yêu cầu bước chân miền Tây review cái chợ này. Ta thấy nè, chưa có qua đến cái khu tưởng niệm nữa mà xe lớn rất là nhiều. Theo như mình nghĩ thì đây cũng giống như một cái chợ phiên. Theo như bước chân miền Tây nghĩ là như vậy. Chợ phiên miền Tây hồi xưa được hồi sinh lại theo phong cách của người miền Tây chúng ta. Và các không khí bên đó như thế nào thì ở phía trong miền Tây sẽ nhanh chân đến khu tượng đài năm 1954. Thì cô chú anh chị đi vào cao điểm thì khoảng từ 4 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều là cao điểm nhất. Còn muốn không có bị kẹt đò, muốn đi nhanh thì chúng ta đi khoảng 2 giờ. Chợ quê bắt đầu từ 2 giờ cho đến 20 giờ tối vào thứ bảy hàng tuần. Đây nè, bước chân miền Tây sẽ cho cô chú tham quan cái khu nhà xe máy thôi, rất là đông. Nghe nói là đi đò miễn phí đó,
đi đò miễn phí mà giữ xe có miễn phí không chú? Giữ xe tiền chứ không có miễn phí. Rồi giữ xe tốn tiền ha. Rồi. Xe máy là nhiêu một chiếc? 3.000 chiếc. 3.000 một chiếc, giá bình dân hữu nghị nha. Còn đi đò qua bên cái khu chợ bên kia thì không có tốn tiền. Xe quá xe luôn. Ở phía sau tượng đài người ta đang mở nhạc rồi. Đây xem nè, ngày thứ bảy nè. Ở đây người ta không có cho mình bay live cam nên mình không có bay được. Để mình có hỏi có mấy anh quân sự xã họ chật ở đây nữa. Xe rất là nhiều luôn ha. Còn mấy em nhỏ buổi chiều thả diều. Chờ đợi cái chuyến đò để đưa qua sông. Chúng ta sẽ cùng với bước chân miền Tây tiến thẳng về phía trước nha. Hồi nãy giờ cũng ngơi khách rồi. Được hình như là hơn 50% khách nãy giờ mình thấy á. Trời trời, mạnh với mạnh đảng với ta, quay hai ông nội lại luôn hả? Ừ, dạng quá tờ luôn. Hết sức rồi. Vẫn còn quá đông. Kiểu này chắc qua bển đi chen chân luôn rồi, ăn uống gì nổi nữa. Đó, trời đông luôn. Một, hai, hai, hai. Chứ họ nói chuyện chú coi con gái mấy tuổi rồi? Con gái mấy tuổi? Con 4 tuổi hả? Học lớp mấy? 4 tuổi học lớp mấy? Gì? Học lớp gì? Lanh quá trời luôn nè. Học lớp tụi trường mới đi học hả? Mẹ cái nhìn tưởng học lớp 5 không chứ hả? Quá trời lanh rồi. Con ở đâu đi? Nhà ở đâu? Con ở Bắc An Hòa. Bắc An Hòa là Long Xuyên hay Cần Thơ? Thậu gành dưới ta 4 tuổi mà gành như vậy. Gành hơn chú nữa. Rồi con đi đâu vậy? Con đi chơi. Đi chơi ở đâu? Con đi chơi ở đâu? Đi chơi ở đâu? Đi Đồng Tháp. Ôi rồi, rồi tới Đồng Tháp chưa? Chưa. Rồi rồi hả? Rồi hết sức chị Lanh rồi ta. Không, không. Có bầu chưa? Nói chú nghe luôn. Có bầu chưa? Có bầu chưa? Có bạn trai rồi. Có bạn trai gọi luôn hả? Bạn ơi, mới 4 tuổi có bạn trai rồi. Có bạn gái không? Không, có bạn trai không à. Sao kỳ ơi, sao không có bạn gái mà có bạn trai không vậy? Thì người ta con gái mà ông nội. Người ta con gái mà ông nội. Nói gì với chú nữa không? Chú đi chỗ khác nha. Nói gì chú không rồi? Nói gì nữa không? Còn đi qua bển làm gì? Nói chú nghe coi. Đi chơi hả? Có đi ăn uống gì không? Ăn gì? Không biết. Cần ghê không? Quá trời lanh luôn rồi. Cái gì con nói lại? Chú tên gì? Tên gì? Chú tên gì hả? Cái kênh thú chú là gì để con coi? Cái kênh là YouTube em. Kênh YouTube Bước Chân Miền Tây. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi bye bye chú đi. Hay là dẫn chú qua bển đi, con làm hướng dẫn viên cho chú luôn đi. Không nổi ơi. Chết luôn rồi trời. Rồi bên đây mình dùng xét cát qua cho khách lên. Quá trời đông luôn rồi. Lên đài đúng không? Lên đài luôn. Để bao lâu rồi em gái? Em bao nhiêu tuổi kìa? Ở chờ đồ nó giờ bao lâu rồi? 40 phút rồi. 40 phút rồi hả mấy bạn? Thiệt không? Nãy giờ chờ 40 phút rồi. Bây giờ thôi gán đợi thêm 20 phút nữa đi cho chẳng.
Quá trời lâu rồi. Vậy là cô ngồi ở đây là chờ luôn hả? Ngồi chờ. Đó, ngồi chờ xong vô dây. Vô dây nắng quá. Nắng quá, giờ đứng mỏi giò ha, mỏi chân ha. Cô chờ lâu mau rồi. Chờ nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi, 30 phút rồi. Cô ở đâu đi? Ở Cao Lãnh. Ở Cao Lãnh gì là cũng quê ở đây ha. Cô đi mấy lần rồi? Lần thứ nhất. À, vậy là giống con rồi, con đi lần thứ nhất luôn á. Chút xíu con phải xếp hàng nữa đó rồi. Quá trời đông rồi. Rồi, mấy bạn này được xuống đò rồi nè. Đúng hả? Hello, anh YouTube. Đợi lâu cho mấy em gái. Tên nào? Bước chân miền Tây. Mấy em đợi lâu chưa? Đợi hơi lâu rồi đó. Đợi hơi lâu hả? Mới mốt phải đưa 2-3 chiếc đi cho mẹ. Gì hả? Quá trời luôn. Không biết một chuyến đò như là đưa khoảng bao nhiêu người nữa. Tới đây được ngang lời. Một chuyến như là đi khoảng bao nhiêu anh trai? Đi khoảng bao nhiêu người? Hả? 49 khách. Có điểm không? À, có ghế ha. Chứ tưởng phân thân giống như lùi dịch. Là có ghế ha, mỗi người một ghế ha. Có phao đầy đủ. Đây qua bên đó. Đây qua bên đó sao không anh trai? 10 phút. 10 phút là khoảng mấy cây số? Giờ đường này tính hơn 2 cây số thì 3 cây số đi. À, coi như là gần 3 cây số đường thủy ha. Nói khách đi ra túi sao giùm em đi anh. Sao còn trống sao gì đó. Đợi mấy anh chị di chuyển ra sao giùm em chút xíu đi. Chịu khó đứng ra đây qua lạnh có 10 phút à. Trời ơi, mấy nam ngồi trên đầu chị nữ luôn rồi, chị nữ luôn hả? Quá êm vậy. Xuống được luôn rồi. Mất khoảng nửa lít nước. Nhanh chú ơi, để bị bỏ lại đó chú ơi. Giống đâu? Những người vẫn còn chưa được lên đò, ở lại phía sau. Tới đây không biết xuống được đò cho nó. Có khi nào tới đây mà mình đứng lại không? Cắt rồi chú. Hả? Cắt rồi. Cắt ở trên rồi. Cắt ở đây luôn hả? Vậy là mình 90% hả? 90% ở lại phải không? Cắt rồi hả? Rồi ơi, vậy chưa được đi nữa. Cái nào tử dụng lên đó không? Ở bên kia còn một chiếc chưa có vào được nữa nè. Vẫn chưa đưa khách vào được nữa. Quá tải. Rồi. Nãy giờ cũng hết một tiếng đồng hồ mới được lên tới đò. Giờ này 5:30 luôn. Ở tới 4:30 tới 5:30. Từ. Mừng quá lên tới rồi. Từ té. Có số đẩy. Cô gái đi sao? Mình nhường cho khách người ta ngồi ghế luôn. Được không?
này đi cho khỏe. Nè, cho lên thêm luôn bước chân miền Tây. Nha sao luôn đi chị? Ở đây hả? Nhưng giờ này mấy em học sinh nó tan học nó ra cũng chuẩn bị đi hay gì vậy? Bên kia là cây cầu Cao Lãnh nha. Rồi, đã khởi hành. Sợ nó lít cường đi sợ. Lít đi không? Em bé nó là quá bị nhờ. Lít cường, lít cường. Những người còn lại là phía sau. Đến khi ngày hôm sau của cái ngày mà bị cái người nó rơi rồi thì vẫn còn rất là đông. Ngồi xuống chụp đi, ngồi xuống liền đi. Không à, em quen chút rồi, em ngồi xuống rồi. Không thấy đường kìa. Không thấy đường lái hả? Không thấy đường lái kìa, ngồi xuống chụp đi. À, ngồi xuống. Mát vậy ha. Đổ lít nước rồi. Đây mát quá mát. Quá mát. Khu vực này là cồn Tăng Thượng Đông. Đi xuống là dần xuống, đi về cũng dần dài. Ở đi về cũng phải xếp hàng vậy đó hả? Mình đi chiều mà giờ này chạp tối luôn à. Nhà nào? Lý Bất Thành. Vậy là cái này của nhà hàng tổ chức. Vậy là của Mỹ Bất Thành. Mỹ Bất Thành. À, vậy còn rồi. Mấy hộ bán là của người dân quê của mình. Dạ. Dân bán tự dân lấy tiền, bên đây đâu có thì hướng vô cái gì đâu. À, còn vậy mình lợi nhận được gì mà không có lợi nhận tổ chức rồi mình phải đưa vậy. Tại vì làm tour du lịch đó. Với nhà hàng bển đó rồi mấy mở này là đưa khách luôn. Mất đi tour khách chưa đâu. Vậy là đồ này là của nhà hàng ha. Nhà hàng Mỹ Phước Thành. Tới à? Mới đậu xẹo à. Rồi mở bán rồi rút rồi. Vậy là bên đó vẫn có bán nhà hàng bên đây nữa phải không? Không, không có nhà. Mới mở lần đầu hay đâu rồi. Lâu lâu một tháng mới làm lần gì? Không có. Như có đàn ca tài tử nữa hả? Chúc mừng cho bác tài thấy đường nha. Có ca nhạc tài tử nữa kìa. Ai thích tài tử thì bước lên tài tử. Tân Thượng Đông. Dòng xe ra tới đây cũng 5 giờ mấy rồi. Trời cũng sập tối luôn rồi. Nhưng mà giờ này mới là giờ cao điểm đông vui nhất. Cho xuống trước hay cho lên trước? Cho rồi được chưa em trai? Thôi cuối cùng mình cũng lên được rồi. Trời ơi đợi đi đợi về vất vả lắm nha. Không biết bánh có ngon không mà thấy vất vả lắm mày ơi. Nè
Còn đây dòng người xếp hàng đã về. Đã tàu về. Trời ơi. Lâu chưa chị? Đã lâu chưa? Thấy mặt đâm chiêu chắc cũng cỡ nửa tiếng rồi á. Đốc kìa. Đốc kìa, mình lên tiếp đi coi. Giang đợi đi, chút xíu đợi về. Rồi cái quay đầu tiên mình vô thử coi theo không, theo không vô thử trong đây bán gì ta. Đây bán rượu rượu sung mà rồi rượu sung mấy em gái. À, trái sung của mình đúng không? Dạ, còn cái rượu sung kia đây là Nam Vương. Dạ, Nam Vương. Chắc tốt cho Nam dễ. Em ơi, dạ, cho chị lấy sân này đi. Lên vô chơi đi, lên đây, lên kia. Cái này có để giá hết. Rượu mật ong nữa kìa. Đặc sản Đồng Tháp. Năm 55.000, cái này là gì? 70.000. Tắt chân đường phèn. Dạ. Rồi mình đi tới vô trong chạm gái nha. Này dạy bữa đây lễ 30 tháng 4 chắc đông lắm. Lần đầu tiên muốn chồng mình tay đi qua đây luôn. Đi trễ nhưng mà giờ này là mát, mát mẻ. Ôi ôi người ta đông nè. Rồi ai hết ca tài tử vô đây hát luôn. Thấy người ta không? Ê, xin lỗi. Kẹo. Kẹo kia rong cho con. Kẹo cho mấy em nhỏ. Đồ bên kia bày bán kẹo chỉ. Kiểu chị muốn ăn tiểu thơ ở miền Tây. Cá bào quá đắt luôn rồi.
Bao nhiêu một ly anh trai? 10.000 ly ha. Đầy đủ màu. Có hai màu, màu xanh màu đỏ mà giờ nhỏ hết. Đắt quá hết luôn hả? Còn đỏ là nho phải không? Nè chào nè. Hình như nãy qua chung với anh Bến không? Hình như đi trước anh nữa nè. Đi giáp vòng cho em gái. Hai em đi giáp vòng chưa? Chưa hả? Nãy giờ thưởng thức được mấy món rồi? Nãy giờ được kẹo chỉ với đá bào hả? Mày ơi có tông hồn tuổi thơ quá ha. Bây giờ cũng cắt nước rồi, đi chăng chút bây giờ tiêu kiếm nước uống. Ê, cái dàn hàng đầu tiên. Alo. Trò lá. Món bắp nướng 10.000 một trái. Trái lớn trái nhỏ 15.000 hai trái nhỏ. Bắp trồng nhà luôn hả em gái? Dạ. Trồng nhà luôn hả? Trồng Đồng Tháp hả? Dạ, trồng nhà. Nhà Đồng Tháp nha. Dạ, nhà Đồng Tháp. Nhà Đồng Tháp. Vậy là... Đồng anh. Vậy là bắp này bên Cồn. Tần qua bán ngày hả em gái? Một tầng mình bán một ngày. Một tầng mình bán một ngày đúng không? Anh ở đâu tới anh? Anh ở An Giang. Dạ hả? An Giang ở chỗ nào anh? An Giang ở gần Long Xuyên á. Thôi chú em gái bán đơn hàng nha. Ồ quá, hỏi em gái không nghe. Hát nhạc á. Ngồi ghế nè. Có một ghế nè, có giống như bạn học sinh vậy ta. Trái cây xoài chào quê. Có bông điên điển nữa. Trăm hả? Thôi cho tao mượn 100 đi, chút về trả cho. Đủ con 132 phải không? Nè 132 là tao mượn mày 100. Nãy giờ nói 5 ngàn nữa rồi. Tới tới vậy. Chị gái nó trong mùi xòi quá. Xòi, xòi cao lãnh. Đây là đặc sản trái cây cao lãnh. Nào mượn quyền tích trả rồi lấy nha. Này mình trồng bên Cồn luôn hả cô? Vậy là có bên Cồn luôn. Cô còn cô qua đây bán. Bạn này trồng nhà đó. Dạ, là trồng ngồi chuối gì đồ nhà không dạ. Em. Trồng nhà hết đem qua đây bán luôn. Bạn này nhiêu ký hả cô? Bạn này 15.000 em. Dạ. Hai loại này khác nhau ha. Dạ, khác. Ổ này chắc trồng nhà luôn hả? Ổ nhà luôn á. Dạ, ổ nhiêu một ký? Ổ tới 10.000 ha. 10.000 ô, ổ rẻ quá. Ừ. Này chắc trồng nhà luôn phải không? Ừ, trồng nhà không à. Dạ. Cắn cho em ký mặn đi. Dạ. Dạ. Ủng hộ cho mấy cô bên Cồn luôn. Trời ơi, dạ. Nhìn trên, thấy không? Không nhìn thấy chứ với ai? Bạn cao lãnh. Các hộ chúng tôi rất cần lưu ý các nội dung sau. 15.000 ký. Bà cho con gửi nha, cho con quay lại lấy. Cầm máy nặng. Chúng ta đủ số lượng khách, không chờ khách quá số lượng quy định. Không nên mua các sản phẩm ngoài khu vực chợ.
Đây là đồ nướng. Một phần vậy là bao nhiêu hả chị? 10.000 hả? Ủa 10.000 mà được 4 con bự luôn nè. 4 con bự. 10.000 được 4 con bự chà bá luôn nè. Gian hàng nướng. À, món cái này mình gọi là con diệm nè. Diệm cờ. Con diệm cờ. Mình bán tính con hay sao anh trai? Hả? Mình bán tính con hay là tính phần? Tính con anh, 4 con 10.000 à. 4 con 10.000 vậy con 2.500 ha. Nướng mỡ hành. Này chắc mò với xong quá. Với xong cái mình xong tiền. Đây là bánh khọ. Bánh khọ này lạ quá ta, bánh khọ hải sản hả? Cái cung nướng ở đây. Lấy em một phần đem về đâu ạ? Đem về nữa hả? Bánh khọt rồi. Trứng cút nướng. Dạ đúng rồi. À trứng cút nướng chứ phải bánh khọ hả? Dạ. Lấy hai hộp đem về. Dạ đỡ thêm mới được nha chị. Ăn ở đây đem về chị. Đem về. Không không, chị kia kìa. Đây này, ra khi hạ bóng lên ra này. Đem về, đem về. Nào đây 8 giờ luôn, cô sợ gì? 4 con 10 ngàn à. À. Bán 8 con. Dạ, 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 rồi, tới đi. Chả giò. 25 ngàn chục cuốn. Cái đó quá. Nói gì đó. Không biết nói gì nữa. Không có, anh quay mà nó kêu gì chứ, rằng cho đứng né kìa. Vậy hả? Cho quay chứ gì. Nè quay vô luôn nè. Mùi chả giò ha. Thôi mình đi dài vô trong. Rồi, không mà đi chút xíu mình đổ mồ hôi à. Cách mà quay trò vậy là. Ồ, đây có mấy cái lồng gánh dễ thương quá nè. Bạn ơi. Không? 37 tính 35. Hả? 37 tính 35 rồi. 37 tính 35 hả? Cô gái miền Tây. Sợi câu lạnh luôn hả cô gái? Cái gửi thì 45. 45 ngày. Mấy cái chòi này là người ta cắt cho mình sẵn hả cô? Rồi mình chỉ vô bán thôi ha. Người ta có thu phí với mình không? Chỉ thu có tháng này à. Thu một tháng thôi. Chỉ tháng này là thu, có tháng tới có thu không chứ. Vậy hả? Giờ không có thu. Đầu năm tới giờ không thu, chỉ có thu tháng này thôi. Họ phải chưa đến giờ là chỉ có tháng này à. À dạ, chắc có tháng này chắc đông khách. Nhìn mấy cái đầu gánh dễ thương quá, cảm ơn cô. Đây xài câu lãnh nè. Rồi. Trời mặn rồi, rồi có muối ớt luôn kìa. Nhiều nổi không? Rất là lọc nhiều hơn cô. Hả? 35 hả? 30.000 con cá và lọc 30.000 một ký. Cá và lọc 30. Nhìn mấy cái đầu gánh dễ thương quá. Hello, đó chào nè. Chào chào chào, đến từ đâu chứ? Đến từ đâu? Đến từ Chợ Mới. Chợ Mới An Giang, quê tôi, em cũng An Giang. Châu Thành nè. Châu Thành chào Chợ Mới. Chợ Mới, quẹt Chợ Mới. Rồi ok. Thôi mình đi dài cho tranh thủ. Muốn sập tối à. Chờ chỉ khát nước thôi. Gái. Nước uống để trong cái lu. Nước sâm hột é 8k. Nước suối 5k. Rồi lạnh nè, ô nước lạnh. Để vô cái lu. Cô này bán chè. Chè bắp. Chè bắp hả con? Dạ, chè lạnh tem, chè đủ thứ, chè bắp cẩm. Sơn sa lục lụ. Chè bắp đi chị. Em bán đó. Không mà có khách vô liền không?
Có 5.000 hả? Ôi ơi, ngon rẻ kìa, ăn lành chọc chén quá. Có chứ. Mình để dưa chua vô hả con? Ui kìa, ngon quá. Cái này thì 10.000. Xong mấy con hai ly nhỏ thôi. Hai ly nhỏ thôi hả? Chè này kêu chè gì con? Chè bắp. Ghé mình đây bắt hột gà nướng. Có chè bưởi không? Nè quay con nè. Đây đây mở con trang chưa? Mở chưa? Quay nè. Mày bán gì vậy ta? Hello, hello, bán gì đem gái? Đang quay rồi. Bánh gói em gái? Dạ, bánh lá. Bánh lá hả? Dạ. Bao nhiêu chị? Dạ, 15.000. Chị trang nước cốt vô luôn không? Không, lấy riêng. Để riêng nè. Mà lột sẵn nha. 15.000. Tự làm luôn hả em gái? Dạ, nhà làm. Dạ con. Dạ. Anh chút xíu là hết liền. Thay hộp, thay hộp. Dạ. Để bỏ đi còn sớm. Dạ, đem hộp luôn hay là tên gì á? Sữa bắp để trong cái thố. Quay quay phim luôn hả? Quay ngược lên quay phim luôn, chào luôn. Nam quay phim được lên phim rồi. Đông quá. Con này bán sữa bắp. Ôi giờ mình còn đông quá ta. Ăn. Ăn. Ăn sách này đây, ăn sách. Ăn rồi sách đi hả? Đúng rồi, ăn rồi sách. Bánh này là bánh gì chị? Con đang bánh ít chứ. Ồ, bánh ít mình gói bằng cái lá lạ lạ quá ta. Thường mình gói bằng lá chuối đúng không? Lá chuối bên trong là lá dừa bên ngoài. À. Giờ chú ăn bé nha. 5.000 một cái. 5.000 một cái. Lấy cho em 2 cái đi. Lộp lộp cho em ăn thử 1 cái ngon không? Dạ thích ăn gì nè. Ờ à, này mình có như gì với gì chị? Có dừa có. Dừa đi. Ăn không, ăn không ngon trả lại nha. Rồi. Được không? Rồi ăn ngon khỏi tính tiền. À, không, ăn không tính tiền, không khỏi tính tiền luôn hả? Quá im. Ủa gì vậy? Con nghe gì không tính tiền để chạy qua đây nè. Ăn không ngon là không không tính tiền. Ủa gì hả? Tưởng cho ông không tính tiền chứ. Mình chỉ tính tiền bánh thôi. Cô chị cười. Đúng không? Mình chỉ cần tính tiền bánh thôi. Đó bán hả? Tại vì tự mình làm. Này là nhân dừa hả chị? Đó đó nhân dừa đó. Còn miếng ngon là ủng hộ nhiều một chút. Vậy thôi. Ngon quá. Ừ. Nếu ngon thì mình mua ủng hộ nhiều, còn không ngon thì khỏi tính tiền cái bánh đó đó. Rồi vậy lấy vô bọc thêm 2 cái đi. 2 cái gì? Cái này cái gì? Cái này chứ không? Nhân này nhân kia không? Dạ, để điền ra mang tiếp, mình khát nước. Rồi, khát nước. Mới ăn cho chị xíu chị bán hết bánh luôn á. Lấy 2 cái thôi nha. Hai cái rồi, chứ cái đang ăn là 2 cái á. Vậy hả? Ừ, trời ăn phải tính chứ. Rồi, vậy lấy cái nha, nhân đậu nha. Ừ, rồi, ok. Cái trong đây là gì á? Cái này cái bánh mãng cầu, nhưng mà giờ nó nắng quá, giờ cái lá nó héo nó khô luôn rồi. Mãng cầu quá. Trời ơi, đâu, đâu chị cầm lên cho em coi. Nhìn dễ thương quá ha. Mình làm bằng cái gì chị? Này, ở ngoài là bột năng, phải không? Còn ở trong là nhân đậu xanh. Nhưng mà hồi nãy nó đẹp, bây giờ nắng nó khô hết trơn. Nó héo luôn rồi, mãng cầu nó héo rồi. Vậy là hồi sớm là nó 18 đúng không? Ừ. Giờ thành 20, đầu mươi rồi. U50. U50 giống tôi vậy. Hồi nãy là gái 18, giờ U50 á. Bánh mãng cầu 10.000 một cái. Rồi em gửi tiền cái bánh.
Rồi chúc chị xíu bán hết bánh nha. Khăn nước quá. Nước uống ở đây là để trong cái lu. Cái lu này chắc ở trong nhà đem ra quá. Rồi đem ra lấy gì đựng nước. Ở nhà nhiều lu vậy, ở nhà còn xài mấy cái lu lớn. Còn mấy cái chữ cao nữa. Đúng rồi, miền Tây mà. Này đem bớt ra bán luôn nha. Đó chị đem cái kiệu đó ra đựng bao nhiêu nước đó chị bán cho đó. Đem cái khạp á. Là bánh tráng trộn 12.000 đồng một cái. Nước mía xăm bổ lượng. Có nước mía luôn hả chị? Có nước mía luôn. Ở nhà có cái xe đó. À, cho... Không, ở đây có nước mía không? Cho em một ly nước mía đi. Một ly nước mía luôn. Đang gắt nước. Chị nhiều bán bánh tét. Ồ, bánh ngon quá. Con quay bánh nha cô. Bánh đẹp quá, làm nhà luôn hả cô? Dạ, cái này là cái bánh gì xanh xanh tím tím cuốn cuốn người ta. Cái này là da lợn cuộn. Da lợn cuộn. Rồi, một... cái này là da lợn mình đổ. Mình bán một hộp vậy hả cô? Rồi, một hộp. Hộp lớn thì 20.000, hộp nhỏ 10.000. Rồi, có hộp hộp cẩm nữa nè. Da lợn gắt hả cô? À, màu làm từ trái gắt của mình. Đúng rồi. Còn này là lá cẩm với lá dứa. Dạ. Đây, giờ mình ngồi cái ghế này, ở đây. Uống liêm nước mía. 10.000 hai em chai. Ờ, giá bằng giá ở quê bình thường luôn, không có khác gì mấy. Con bỏ một ly đó cho chú đi con. Ly con Phước nhiêu? Dạ. Một ly nước mía với ly đó là nhiêu nữa con? Dạ 20 ạ. À. Đây. Ly hộp bé. Mua cho kênh đi khắp quê hương nè. Làm đi em trả lại đi. Dạ. Cười cười mà thưởng thức được món gì cho ta hả? Dạ, xong hết rồi. Xong hết rồi đó hả? Lẹ dữ ta. Không biết trên đó còn xa không mà mình thấy dòng người vẫn còn đông á. Có hàm bấm. Tối rồi, muốn chập tối rồi. Ở dưới kia là vườn á, chuối, xoài. Hello. Hello. Còn vừa món gì đắt quá đây ta. Xúc xích hả? Ba cô gái xinh đẹp bán xúc xích. Xúc xích chiên hay xúc xích nướng? Chiên. 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 Có hết tiền. 70. Một cây vậy là bao nhiêu em gái? Một cây vậy là có giá bao nhiêu? 10.000. Xúc xích bên cồn ngon lắm đó con gái. Xúc xích cồn. Này, chị gái này chiên nè. Chiên tại chỗ. Tầng nào cũng bán hết luôn hả em gái? Tầng nào cũng bán hết. Chè 10.000. Nước mát 10.000. Đi nãy giờ mệt thì mua nước uống à. Ủa bé đâu chị? Ờ đúng rồi đó. Ủa đã vậy? Đi nãy giờ mở rồi mua nước uống. Khóc quá à. Ngồi đứng một chỗ chịu. Rồi đi chờ tàu lúc nãy hả? Vô bia gì đâu, vô cụng ly coi. Đâu hết rồi. Chú này vô. Bắt chú nè vô. Nghe cụng dữ rồi kìa. Vô. Nãy để lâu chắc là làng quá, cự nữ quá. Cự quá trời cự, nó nói sao chú đi lượt với nó mà chú qua trước nó kìa. Vậy luôn hả? Nó nói hay gì nói? Nó
nãy còn đi chung với cái chú Phi Phi đó. Phải điều lên, phải điều lên. Đó là phải điều tới rồi. Vô nó mà. Mà chú hay ngon mà chú hay ngon lắm. Ăn gì ăn gái con ăn gì đó. Gà nướng. Con ăn gì nói? Ăn con trứng gà. Lớn lên. Trời mời luôn gà, cảm ơn nha, ngon không? Ngon không? Ngon. Mà chú đi, mà chú ầm lên. Rồi thành gấp thái anh đi nè. Vui ha. Mày có bánh bò nè mày. Bàn này là ngồi tự do, không tốn phí. Bàn trống, cứ việc ngồi và ăn uống thôi. Vô kìa. Ờ vô. Vô gạo, vô gạo. Mua bánh trái thì dắt ra bàn ngồi ăn. Thôi chúc gia đình ngon miệng nha. Bye bye. Bên đây cũng có một bàn nữa nè. Thôi ăn chơi nhiêu được rồi, đừng mua nữa, ngồi đi. Ngồi đi. Bên kia còn hết đồ ăn nhiều. Quê con hả? Vô vô vô. Ăn kẹo kìa, ngon con trai. Con hả, nhiều cây. Nhiều cây. 15 ngàn. Ủa con ăn không thấy mẹ ăn hết vậy? Mua đồ ăn ở đằng kìa. À. Ôi giời kinh à. Kẹo. Đây, kẹo, kẹo có hình luôn kìa. Kẹo nãy chú ở đầu đường bán á. Vậy là mới vô là anh shop kìa kẹo liền. Rồi chúc gia đình đi chơi vẻ vậy. Đâu đường. À, đây là một gà nướng. Cô trong kia là đang làm món khoai lang chiên. Đây đây chào con gái nè. Nó chưa? Nó ăn cái gì nó? Ăn gì? Ăn chuột nướng hả? Dạ. Ủa, chuột nướng ở đâu? Nướng ngon lắm. Ở đằng kia hả? Vậy là có món chuột nướng nữa hả? Chuột nướng, tôm nướng. À. Rồi bye bye con gái nha. Đi về đi ăn nữa. Đi ăn nữa. Đi vòng 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 ăn nữa. Trời chập tối luôn rồi. Bánh bò. Còn ở đây là đổ bánh kẹp. Mình thấy đa số là bánh với trái cây, với rau nữa, rau củ quả. Mình đổ bánh kẹp. Này bà con bên còn trồng cái gì là hái cái đó ra bán. Bao đi chú ơi. Bánh bao. Bao thì da mặn đầy đủ luôn. Dạ. Bạn còn rất là đông á. Hello. Ủa xong rồi vòng rồi hả? Vòng. Nhanh vậy. Đi trời lá. Cháo gà 20k. Hết luôn rồi hả chú? Hết rồi. Quá đắt. Cầm dắt trà đá siro.
đi trước lên nè, quay con lên phim nè. Rồi, quay luôn. Chào chú đi đó, đi đi. Mắc cỡ. Mắc cỡ. Được chưa? Rồi nhớ lên kênh Bức Tranh Miền Tây coi nha con gái, nhớ chưa? Bức Tranh Miền Tây. Dạ. Mắc cỡ kìa. Đâu ạ? Hình như là tới đây là hết rồi. Ôi, mà gia đình uống nước. Bắt nước không? Rồi, đi hết rồi. Ở đây hết rồi hay ta? Ở đây có chỗ gửi xe nữa, chắc bên còn. Mình chỉ là mình quay trở lại. Ôi giờ này mà còn rất là đông. Đây là sao mình nghĩ chắc cũng 6 giờ tối rồi đấy. Cái quạt mo hả? Là cái này là từ cái dừa hả em gái? Dạ, từ cái bẹ dừa. Cái bẹ dừa cắt ra thành cái quạt. Tiếp đi chị. Cái quạt này của thằng Bồm đúng không? Quạt mo của thằng Bồm nè, thằng Bồm có cái quạt no nè. Gái bán cà na. Nãy con mua của cô ít mặn đúng không? Dạ đây, để quên đây. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Rồi giờ này có thêm nhân viên bán tiếp luôn đó hả? Rồi hello người đẹp luôn. Rồi bye bye. Đoạn đường này mình chưa đi. Trở lại đoạn đường ban đầu á, ngã ba. Hello. Nãy giờ thưởng thức được bao nhiêu món em gái? Em mới mà. Ủa chưa có ăn nữa hả? Chưa, em mới hoài. Mới hoài hả? Vậy là chắc là mới uống nước đúng không? Nãy giờ chắc chen chăng dưới đò mệt uống nước đúng không? Ở đâu hả? Thôi uống mơ gì? À, nghỉ hơi chút xíu mình chừa sức để mình thưởng thức. Mấy em ở Đồng Tháp luôn hả? Ở Long Xuyên. Ở vậy quê anh rồi, anh ở Châu Thành. Rồi chúc vui vẻ. Trong tối mà này vẫn còn rất là đông nữa. Nè nè, chào vô nè. Quay lại, quý con luôn, ừ. Rồi, hút miếng luôn. Bỏ đi ạ. Xoài cát và lỏng. Có 35.000 ký à. Tép chiên bột. Nghe là chiên, món tép chiên bột. Tép chiên bột. Năm k một miếng. Chiên thì bán cái gì mà cuốn cái gì mà nó không có sao. Món này là món gì ta? Gỏi cuốn hả ta? Gỏi cuốn hến. Gỏi cuốn hến hả? Thôi đúng là miền Tây ha. Hến nè. Thank you.
là ốc luộc. Ôi ôi chen chúc suốt mồ hôi luôn. Nấu đồng tháp. Rồi nãy giờ mới thấy cô bán cá này nè. Cô bán cá sông. Em làm nhà không để khe đó. Cái này giăng lưới hả cô? Chài à chú ơi. Chài hả? Dạ. Dánh dánh nhiêu ạ? À? Lấy hết nó đây bán gì à? Bà 30.000 ký à. Nãy giờ không bán đó. 30.000 ký à? À, căng cho bãi cũng 30 á. Quá rẻ luôn. Có 15.000 nha. Căng ký trả tụi chị em để cho bà đó chị theo hai bà khổ trả luôn đó. Ổng chài có mấy con cá nè vậy. Vậy mới tới đây à? Lấy hết nó luôn đi. Chứ nào bà lượm gì chiên thấy mẹ ăn rồi cá không. Bước chân miền Tây. Không? Ừ, bước chân miền Tây. Ít từ từ. Nó ngặt. Ừ, rồi. Nó lại đây. Không, không trở lại lấy nha. Đây. Nha, nạo hồn hết rồi. Chị gái miền Tây bán cá. Cá cào. Cá cào hả chị? Dạ. Cơm. Này chồng đi cào phải không? Dạ chồng đi cào. Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu. Đẹp hết rồi. Một cá phèn nữa nè. Dạ cá phèn, cá lưỡi trâu. Cơm. Rau củ quả, cá mắm đầy đủ hết. Dạ. Chưa thấy bán thịt heo. Có bán thịt heo không chị? Dạ chợ phiên của mình có thịt heo à? Dạ. Quay mấy cô bán rau. Ốc nữa nè. Là luôn hết. Quá đông. Nó đánh còn bự bự không? Ở đầu dưới người ta đi lên hay sao mình thấy quá đông. Rau lớn lớn luôn, mày vô, mày vô. Đó rồi, rau lớn lớn lên vậy đó. Rau lớn lớn lên cho bà con ta mua. Dạ. Mua hết giùm luôn hả? Tối rồi. Tối hả? Ở đây thường mình bán tới mấy giờ mình ngưng chị? 8 giờ. 8 giờ là ngưng hết luôn ha. Tới giờ đó khách cũng về. Giờ này hơi tối rồi. Mình sẽ cố gắng đi hết cái khu chợ quê đây. Bánh tráng, bánh tráng. Rau rồi mời khách rồi lớn lớn lên. Không bán đâu. Không bán hả? Tưởng đâu giống bà chủ quán. Bánh tráng 15.000 đồng một cái. Đây bán đồ ăn vặt nè. Nữa gặm gái nữa rồi. Tới đây hả? Đông quá đông. À đây nãy nghe bé gái giới thiệu là món chuột nướng đây nè. Món chuột nướng. Này mình bán hết tính con hả em trai? Dạ đúng rồi, 20.000 con anh. Ồ con 20.000 chuột đồng luôn ha. Ồ đặc sản miền Tây của mình nha, chuột nướng, chuột nướng. Con
Đổi đồ đủ. Bà khía 20 ngàn một phần gỏi đồ đủ. Mấy con học gỏi. Rồi rồi làm mà uống bia thì thôi đúng không? Con tặng con đi. Tôm tươi chặt ba trái dừa con tươi. Dừa tươi. Mua gỏi đồ đủ ra đây ngồi mát quá mát. Hello. Món ăn dặn. Nó hồi nãy có thêm con cây cá dư ngoài không ấy sao đâu rồi. Dư ngoài qua sâu. Giờ này dê kêu à. Ôi đoạn này đông quá. Dạ. Người bán cái gì mà đông quá ta. Đi chợ từ chiều tới tối luôn. Ủa mấy nay đi qua mặt em rồi mà ta. Đông quá đây bán cái gì mà đông quá ta. Hơi tối rồi. Ê nó chán rồi ông nội ơi. Ngồi nguyên một hàng. Tới đây là hết rồi. Hello. Chờ tiểu nhị bưng đồ ăn ra hả? Dạ. Ôi ngồi những gương mặt kìa. Này những gương mặt của vận động viên Việt Nam rồi. Đây. Ở đây thưởng thức chừng chờ món gì? Bánh khọt nè. Bánh khọt hả? Tới đây là hết luôn rồi mấy bạn. Đúng không? Ở đây chờ bánh khọt. Hello. Chúng ta lại gặp nhau. Chú Kiều Phước chụp giùm anh đó tấm hình. Hay mượn em gái review món bánh khọt miền Tây của mình luôn coi. Rồi em giới thiệu luôn đi. Mình từ đâu đến nè? Em từ Cà Mau. Wow, Cà Mau. Anh mới Cà Mau đi về. Vậy hả? Anh ở Phú Tân, huyện Phú Tân mới về. Bánh khọt này nó rất là mềm mấy các bạn. Kiểu như là ăn ở chỗ khác thì nó sẽ cứng, nhưng mà ăn đây đúng mềm, cái vị ở nhà bà ngoại mình làm luôn. Bà ngoại Cà Mau đúng không? Dạ. Nhưng mà cái giá thì là phải chăng thì mình đây có là nhiều loại gheo. Giá là bao nhiêu em trai? Dạ, 20 ngàn một cái, thì tuy ra một cái thì chỉ có 2 ngàn thôi, mà chất lượng thì rất là tuyệt vời. Là hai em là đi lên đây lần đầu tiên luôn hả? Dạ, tụi em học ở đây. À, đi học ở Đồng Tháp. Dạ. Em nghe danh ở đây nên tụi em trải nghiệm. À, anh tưởng ở dưới Cà Mau đi lên. Mèn ơi, vậy là Đồng Tháp đi qua. À, chúc hai bạn ngon miệng nha. Ổn anh. Ổn phò. Làm phần ơi. Quá đắt món bánh cầu, qua đây coi đổ. Đổ bánh thường.
cá đồng rồi không có gì nữa. Nè chào luôn nè, bước chân miền Tây đang chào món bánh cò em gái. Tới tới luôn, tới luôn. Đang chào món bánh khọt nè. Hello em trai, từ đâu đến? Hả? Em ở bên cồn này luôn hả? Chị hỏi cồn nào kìa. À, vậy đây tới hai cái cồn hả chị? Cồn Lăng với cồn Tân Thượng Đông. Là em trai ở cồn cồn Lăng. Tân Thượng Đông. Tân Thượng Đông. Không chỉ thu hút mấy bạn trẻ ở gần xa còn thu hút các bạn ở địa phương ở đây luôn. Ở đây gần chắc từng nào cũng đi hết trơn luôn hả em trai? Dạ. Địa phương ở đây chắc từng nào cũng đi hết hả? Ở trong cồn chứ mới đi hậu à. Vậy hả, bên kia hả? À, chúc các bạn ngon miệng nha với món bánh xèo bánh khọt nha. Bye bye. Giờ bước chân miền Tây sẽ đi qua cây cầu. Có lẽ là đây là đoạn đường cuối cùng của khu chợ quê. Giờ này cũng gần 7 giờ tối rồi cô chú. Đây theo mình nghĩ là khu nhà hàng ăn uống quá. Thấy có hai dãy bàn ngồi ăn uống. Gần 7 giờ tối nhưng mà còn rất là đông nha. Cái chân miền Tây chắc có lẽ là sẽ kết thúc sớm để tranh thủ về đò. Để không thôi đi đò đợi rất là lâu á. Mình quay sơ ngay ở đây thôi. Quá đông luôn rồi. Quá trời đông luôn rồi, ngồi hút đằng kia luôn rồi. Nè, chào gia đình lên phim luôn nè, hello. Mà vô đây này biết sửa sạn chứ. Trang điểm hả? Quay lên đặng có chồng mới nữa. Thằng lâu không? Quá vui à. Nè, quay đây nè, 1, 2, 3 nè. Rồi, 1, 2, 3 cũng lên lên quay cho. Vô. Đâu mà đem cũng ly. Gia đình mình đến từ đâu hay mấy chú? Sa Đéc ha. Đồng Tháp. Rồi chúc gia đình ngon miệng nha. Rồi, lên YouTube rồi đó. Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Quá ngon luôn rồi. Giới thiệu lớn lên. Mọi người ơi. Bao nhiêu một cái mọi người ơi? 10.000 một cái. Quá rẻ luôn mọi người ơi, mãi vô anh chân nướng đi. Có 10.000 một cái thôi. Cho 100 cái bên kia nữa kìa. Lẻ lẻ lên. Cá cô tổ nè. Không này không phải cá rô mà là cá mè vinh. Cá mè vinh. Cá he hả? Cá mè vinh mà. Cá he hả chú? Cá he. Cá he có lạc. Ờ cá he có lạc. Chào cháu lên tivi luôn đúng không? Rồi đây nha. Chào chú nghe con. Rồi nhớ lên YouTube kênh Bước Chân Miền Tây coi cháu luôn nha. Chào cô, chúc cô đi chơi vui vẻ luôn. Bye bye chú nè. Mặt thấy ghét không? Bye bye chào. Mặt kìa. Đi mệt hay gì rồi quẩu ơi. Rồi, trong đây có lẽ là nơi chúng ta ăn bánh xèo. Này bánh xèo, chứ đâu có bún cái vậy? Bánh xèo. Quá đông. Thôi, chắc có lẽ bước chân miền Tây sẽ kết thúc clip ở đây nha.
Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ ủng hộ Bức Tranh Miền Tây bằng cách là ấn nút like, để một bình luận, chia sẻ clip, đăng ký kênh. Tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại cô chú những tập tiếp theo.